Kim Hải ở Bạc Liêu nha mọi người. Thì sẵn đây mình sẽ review cho mọi người xem ở đây như thế nào nha. Bây giờ mọi người đi theo mình nha. Let's go. Đây cổng chào này mọi người ơi. Hey, em ơi. Thông báo các tài xế xe đậu trên đường. Cổng chào nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào thôi mọi người ơi. Rất là đông người. Ở đây người ta bán nhang và qua để mình cúng mọi người, để mình viếng mẹ Nam Hải á, rất là nhiều. Đó, mọi người có thấy tượng mẹ ở đó không? Mẹ Nam Hải á mọi người. À, quay mặt về phía ngoài biển Bạc Liêu á, nên khi mình đi vào á thì mình sẽ thấy lưng của mẹ trước nha. Ở bên đó là thờ các vị thần đó mọi người. Người ta ở đây á, vào mùng 2, vào mùng 4 á, người ta đi như thế này rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi vào phía trước mặt của mẹ nha mọi người. Thôi khách đến viếng thăm rất là đông luôn đó mọi người. Đây, đây là phía trước con mẹ nha mọi người. Mình sẽ vào đây để thắp hương và khấn vái mẹ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thắp hương các vị Bồ Tát ở vòng vòng ở đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tiếp theo để thắp nhang cho Bồ Tát, vị Bồ Tát khác nha mọi người. Vị Bồ Tát này ở trong tòa sen, ở trong cái hồ sen. Ở đây có một vị Bồ Tát như thế này nhìn mọi người. Ở trong đây có cái hồ nước màu sữa luôn. Bên kia có một chiếc cầu đẹp quá đi. Để mình sẽ lên cây cầu đó nha. Giờ mình sẽ đi đến cây cầu đó nha mọi người. Mẹ ở đâu? Đây cây cầu. Trong đấy thì không ai vô bắt được, khỏi vậy.
dưới kia đổ xuống cầu mới vừa đổ xuống mà. Ở dưới đây người ta có nuôi cá nữa nè mọi người. Nè con cá. Bây giờ mình sẽ đi đến quan âm khác nha mọi người. Ở đây cũng có một vị quan âm nữa nè mọi người ơi. Trong này có hồ sen. Bên này cũng có một vị quan âm ngồi bên trong vỏ chai. Đây là một vị quan âm ngồi trên cột sen. Đấy, người ta đến đây chủ yếu là để thắp hương và để chụp hình selfie các kiểu rồi mới đó mọi người. À, bây giờ mình mới phát hiện người ta để tên các vị quan âm ở trên cái lư hương đó mọi người. Đây là Thủy Nguyệt Quan Âm đó mọi người. Nên mình nãy giờ mình không có để ý nên là mình không biết tên của vị quan âm đó là như thế nào. Bây giờ mình mới thấy là tên của quan âm đó trên cái lư hương này nè. Ở đây là Diệp Y Quán Âm. Ở đây là Ngư Lam Quán Âm. Ở đây là Bạch Y Quán Âm nha mọi người. Ở đây là Đức Dương Quan Âm nha mọi người. Ở đây là vị Trì Liên Quan Âm nha mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua miếu bên kia để thắp nhang đó nha mọi người. Ở bên ngoài này là thờ hai vị Thiên Dương nha mọi người. Ở phía bên đây cũng có hai vị Thiên Dương nữa nè mọi người. Ở phía bên trong là thờ các vị Bồ Tát nha mọi người. Ở đây là vị Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Sau khi gia đình mình đã thắp hương mẹ Nam Hải xong đó thì gia đình mình sẽ di chuyển đến địa điểm khác nha mọi người.